Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ bóng bàn phản xạ cho trẻ em hiện đang rất là hot trên thị trường, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp. Đầu tiên là đây là hai cái phụ kiện quan trọng, bạn để ý nhé. Anh lắp đi. Cái ốc treo dưới đáy. Rồi. Cài cái ốc vít vào. Cho nó chắc chắn cái đế. Rồi, ok. Sau đó mình cái mốm này này rất quan trọng, nó có cái đệm như kiểu là mình đệm, mình giữ cho cái dây nó chắc chắn đấy. Bạn cắm xuống đây, cắm cái đầu vào, đúng rồi, cắm xuống đó, nó một cái thanh cố định nhá. Sau đó bạn cắm cái dây vào. Đây là dây dài. Đối với chiều cao của bé, tùy mình có thể lựa chọn, có thể chọn cái loại dây cao 70cm này thôi. Anh đổi dây này đi cho dễ quay. Đó, rồi anh gắn quả bóng vào. Mỗi bóng thì nó sẽ có cái đầu núm này, mình tránh để cho trẻ em nghịch lột mất cái này ra thì sau đó mình chơi sẽ không chơi được. Cho nên là khi nào sử dụng bóng nào thì bố mẹ lấy ra hai quả hay một quả mình dùng thôi, còn lại mình cất đi, không trẻ em hay làm thất lạc lắm ạ. Đó, đây là bộ bóng bàn hai vợt gỗ và bốn bóng. Thường thường thì các bộ bán ngoài thị trường chỉ có ba bóng và một dây thôi, nhà em là vợt gỗ này chứ không phải vợt nhựa. 4 bóng như hình và 2 dây ạ. Thế bây giờ cho bạn thử chơi đi. Để anh chơi con. Đó. Đó. Hai người chơi cũng được mà một người chơi cũng được. Có vấn đề gì thắc mắc anh chị cứ nhắn cho em.